nhiều chị em quan tâm luôn. Tại vì sao? Tại vì cái mẫu này dành cho ngực lép, ngực xệ, ngực da, ngực nhão, ngực xấu, ngực không đều, ngực khe xa, ngực tràn đắp, ngực vú da, vú xệ, vú nhão nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, cái áo này là chị nào cũng phải mua cho em. Tại vì sao? Nó rất là nhiều ưu điểm luôn mấy chị. Trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc chưa mấy chị ơi? Ngực của em là ngực xệ, khe xa, tràn đắp. Lên form này một cái ôm gom nâng ngực giúp em nha mấy chị. Áo này nó có cái phần rút dây phía trước như thế này. Rút dây một cái là nâng ngực là tạo khe, rút một cái là nâng ngực là tạo khe. Trời ơi, nó xuất sắc lắm mấy chị. Nó có thêm cho mình một cái nút, một cái nút để mà mình giữ cái dây áo lại cho nó không bị bung ra, hoặc là bị tẹt ra, hoặc là bị hở ra nha mấy chị yêu nha. Mình gài cái nút này xong mình giấu cọng dây nếu như mà mình mặc hở bụng nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, xuất sắc. Lấy ngay em này cho em báo giá nha. Mấy chị ơi, mấy chị phải coi cái livestream này, coi cho hết nha mấy chị. Coi cho hết cái mẫu này thôi, còn mẫu sau mấy chị bỏ qua cho em cũng được. Coi cho hết cái mẫu này đi, em sẽ tư vấn giới thiệu cho mấy chị cách sử dụng cái áo này. Nó có nhiều ưu điểm dữ lắm. Rồi ok, mã này á, ngày hôm nay trên cái livestream này em sale luôn cho mấy chị, giá chỉ còn 130.000. 130.000 là quá rẻ luôn rồi. Em khẳng định với mấy chị là em chuyên bán lẻ giá sỉ luôn. Đó, nên mấy chị nhìn giúp em, hàng của em là hàng loại 1. Cầm trên tay đi mấy chị, về cầm trên tay hàng rất là đứng form. Đứng form, còn hàng loại 2 rất là mềm. Mềm là nó không có đứng form nổi. Không có đứng form nổi như mấy chị yêu nha. Rồi, đặt hàng comment giúp em là mã 368. Kèm cho em cái size áo, kèm màu, kèm cho em cái số điện thoại là có đơn hàng. Em chỉ có hai màu thôi, màu đen và màu da như mấy chị yêu nha. Mấy chị mua hai áo, mấy chị mua hai áo bên em sẽ miễn phí ship cho mình luôn. Mua hai áo bên em sẽ miễn phí ship nếu như mấy chị chia sẻ cái livestream này. Cái áo này nó có rất là nhiều công dụng nên mấy chị đợi em một xíu nha. Rồi bây giờ là 130.000, đặt hàng comment cho em đi ạ. Sau khi mà sau khi mấy chị comment thì em đã tư vấn xong là ra đơn là vừa luôn nha mấy chị yêu ơi. Rồi comment giúp em nha mấy chị. Comment giúp em là 130.000, comment giúp em là mã 368, kèm size áo, kèm màu, kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng. Chia sẻ livestream mua hai áo bên em free ship cho mình. Có size 32, 34, 36 và 38 giúp em. Rồi, khi mình mua một cái áo này nha mấy chị, khi mình mua một cái em áo này, mình sẽ được tặng 4 bộ dây. 4 bộ dây nha mấy chị yêu ơi, mình sẽ được tặng một cặp dây vai màu, một cặp dây vai trong, dây vai trong hàng xịn nha mấy chị. Dây vai trong hàng xịn silicon co giãn giúp em chứ không phải là hàng dỗm giúp em nha. Nhìn cọng dây là biết liền à. Nhìn cọng dây là biết liền nha. Mình sẽ được tặng cho một cặp dây vai màu, một cặp dây vai trong, một cái lưng ngang màu và một cái lưng ngang trong như thế này nha mấy chị yêu nha. Đó, mình mua một áo mà được 4 bộ dây. Áo này nó có phần rút dây phía trước, rút dây tạo khe nâng ngực nha. Vú lép, vú nhỏ, vú xệ, vú ơi, yên tâm đi, lên mỏ này cho em. Yên tâm là lên mỏ này là tạo khe liền luôn. Tạo khe liền luôn nha. Rồi ok, 130.000 chị ơi, 130.000 mua một cái áo được tặng một cặp dây vai màu, một cặp dây vai màu, một cặp dây vai trong, một cái lưng ngang màu và một cái lưng ngang trong, siêu đẹp, siêu hot, ôm gom nâng ngực tuyệt đối luôn. Ngực lép, ngực xệ, ngực da, ngực nhỏ, ngực xấu, ngực gì cũng lên form được, quất liền cho em nha mấy chị yêu ơi. Bên trong của nó là cúp bàn tay, cúp bàn tay. Mấy chị nhìn cái chất su của nhà em nè, trời ơi, nó mềm, nó mềm theo cái kiểu mềm nhưng mà nó đứng form cho em nha. Nó mềm mại nhưng mà đứng form giúp em, còn cái kia là nó nhão, bà mẹ nó nhão đi ha. Rồi ok chưa, nó là cúp bàn tay, nó nâng đỡ cái ngực của mình, nó như là cái bàn tay của mình, nó nâng đỡ từ dưới đi lên chứ không phải là nó đè vô như thế này. Ok chưa, khi mà nó nâng đỡ lên á thì nó sẽ đẹp hơn, mấy chị hiểu không? Bởi vậy mà cái áo ngực người ta hay làm cái cúp bàn tay là vậy đó. Mình đưa cái ngực của mình lên như thế này. Ok chưa mấy chị? Rồi chị nào lấy chốt liền cho em ngay và liền. Trời ơi, em nói rồi, mấy bà mà sợ mà không mặc đẹp, sợ không nâng đó, mấy chị nhìn giúp em cái ngực, ngực của em xệ lắm, xệ mà còn có miếng da thôi. Mà lên cái áo này một cái là quá đẹp luôn. Áo này á, mình có thể bỏ dây vai, mặc chúng tuột như em cũng được. Em khẳng định với các chị luôn là em nhảy em sợ cái ngực của em nó rớt ra thôi, chứ còn em khẳng định với các chị luôn là em chuyên mặc cái áo này để đi quẩy. Em nhảy, em nói thiệt luôn, em nhảy rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi hả, em nói thiệt cái sàn á hả, nó bị có vấn đề chứ cái ngực của em nó vẫn, áo ngực nó vẫn chưa bị tuột nha. Rồi ok, chị nào lấy chốt liền cho em, chị nào lấy chốt liền cho em. Bởi vậy không có ai bán cái áo này đâu, cái áo này nhiều chi tiết lắm, like mịt lồn để giờ mấy chị thấy không, like đúng mệt luôn á, like nói đúng nhiều luôn. Rồi chốt đơn được chưa mấy chị ơi? 130.000 giúp em, đặt hàng comment mã 368, kèm size áo, kèm màu, kèm số điện thoại là có đơn thôi. Rồi bắt đầu chuẩn bị em lên đơn này mấy chị. Trời ơi, nhân viên em nó đang in đơn mấy chị, nhanh tay comment lên liền, nhanh tay comment lên liền có hết mấy chị yêu ơi. Size 32 tới 38 giúp em, mua một cái áo mà tùm lum thứ dây này mấy chị thấy không, tùm lum thứ dây, dây trong này em có bán riêng, ai muốn mua em bán luôn nha. Đó, em có bán luôn silicone cao cấp, mấy chị cứ yên tâm nha, không có bị mắc dính nè. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, có hai màu thôi tình yêu ơi, hai màu, mua hai áo chia sẻ live free ship luôn. Rồi chị nào lấy chốt liền đi, mệt lồn cái áo này quá, em nói thì em đéo muốn like cho ai.